Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quyết Thắng sinh năm 1991, trú ở xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là một phụ nữ đứng tuổi cùng trú tại địa phương này. Theo diễn biến vụ việc, trên đường đi bốc vác keo tràm ở xã Kim Thủy về nhà, Thắng phát hiện một người phụ nữ đứng tuổi đang chạy xe máy một mình trên đường. Thấy đoạn đường vắng người qua lại, Thắng đã tiếp cận rồi buông lời treo gẹo. Lo sợ nên người phụ nữ này chạy xe nhanh hơn nhưng đã bị thắng chạy vượt lên ép ngã xuống đường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm vụ việc sau đó đã được người phụ nữ trình báo với cơ quan công an huyện lệ thủy chỉ sau một ngày thắng bị triệu tập tại cơ quan điều tra thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình